Thưa quý vị, là tấm đúc nịch này của chúng tôi là dày khủng khiếp luôn, dày 5 phân. Đấy, hàng đặc biệt luôn, đúng không ạ? Dày 5 phân. Các cái hàng bình thường của chúng tôi chỉ 3 phân thôi. Thì giá nó rất là bình dân, 900k một chiếc, đúng không ạ? Rất, số lượng rất nhiều, để giá nó hợp lý. Thế còn cái này thì dày tận 5 phân. Dày nổi cồm cộm luôn. Và đục cũng sâu hơn. Đây là tôi lấy một chiếc cũng mẫu như vậy, mà cái loại 3 phân, để cho quý vị được so sánh. Đấy, quý vị thấy không ạ? Một cái bên này thì chúng tôi bán cũng hợp lý thôi, giá 1,1 triệu. Thế còn cái hàng bình dân này thì nó là giá 900k rồi. Đấy, còn cái kia là hàng VIP, dày cực kỳ luôn, đục cũng sâu luôn, giá 1,1 triệu. Còn cái bình thường này là 900k.